Hello, chào mừng các bạn đã đến với Di Động Nhật Nam nhé Đầu tiên ngày hôm nay thì có một con iPhone 6 Plus Máy thì à, khoảng 98% Nói chung có chày xước Nhưng mà nhìn thì cũng dễ coi Chày xước cấn kiếc đủ kiểu con đà điểu rồi Nhưng mà còn xài ok Và con này là phiên bản 64GB Máy màu silver Máy quốc tế Vân tay vân tiếc là đầy đủ 6 lớp Thì nó cũng hơi cổ rồi Tuy nhiên bán thanh lý cho bạn với giá rất rẻ thôi Có một triệu rưỡi nhé Các bạn à, ai thích thì mua về xài Linh tinh vớ vẩn ok nói chung bán cái giá này thì bằng cái giá Giá linh kiện ra thôi giống như là giá ra bán màn hình bán men bán đồ món vậy đó các bạn nói vậy cho bạn dễ hiểu nhá có một triệu rưỡi thôi nhưng mà con này thì pin nó bảo trì mất rồi anh em nào thích thay thay không thay thì về xài sau này tự thay đấy thích thay thì cộng thêm tiền pin vào nhưng mà một triệu rưỡi thì quá là rẻ rồi nhá đây 64 mươi luôn chứ không phải là 16 hay 32 đâu đã vậy này còn vna nữa cơ chính hãng việt nam À, màn hình 5,5 in và máy vẫn còn vân tay và là máy quốc tế có mỗi một cái thanh lý cho anh em nào nhanh tay nhất chốt mua về vọc vạch chơi cho vui ha chứ còn 6 6 lớt bây giờ thì nó cũng lâu năm rồi hình như 8 năm hay 9 năm rồi đấy nhưng mà máy vẫn rõ đẹp chuẩn chỉ ok nhá máy màu trắng silver vơ tức là lưng sau màu bạc mặt màn hình trước là màu trắng đó nói chung là còn chuẩn chỉ và mượt mà à, đầy đủ mọi chức năng nhá vẫn bảo hành cho mọi người một tháng để mà test ok cho yên tâm còn lỗi thì mình vẫn được bảo hành nha các bạn có một triệu rưỡi thôi và có một cái thôi màn hình to nhé máy quốc tế à, mình bán thì bán rẻ như là bán sỉ luôn các bạn nên là không có tặng phụ kiện và không bao ship nhé mình cũng không có thời gian để chụp ảnh qua zalo cho bất cứ bạn nào mong các bạn hiểu và cảm thông cho vấn đề này mình đều nói rõ để mất lòng trước hơn là được lòng sau ai ok thì chúng ta thuận mua vừa bán nha chứ còn thực ra mua bán thì chúng ta không có nợ nhau cái gì cả mình chỉ nợ các bạn những cái like những cái chia sẻ những cái bình luận và những cái nhấn đăng ký kênh thôi chứ còn thực ra thì khi các bạn muốn mua sản phẩm bên mình thì các bạn sẽ mất tiền và chắc chắn đổi lại các bạn được sản phẩm ưng ý để sử dụng các bạn nhé còn dịch vụ cam kết và bảo hành bên mình thì các bạn cũng biết rồi đối với tất cả những sản phẩm thương mại giá trên 2 triệu rưỡi đều bảo hành 6 tháng rất là an toàn cho khách và cái chế độ bảo hành là đổi chứ không sửa có nghĩa phát hiện lỗi vật lý và lỗi chất lỏng thì không được bảo hành nhưng không phát hiện mà là lỗi kỹ thuật xác định là lỗi kỹ thuật thì chắc chắn phải đổi cho các bạn một sản phẩm tương đương chẳng hạn như ở thời điểm này các bạn mua sản phẩm SE 2020 với giá là 3 triệu 800 nghìn chẳng may 3 tháng sau cái sản phẩm SE 2020 3 triệu 800 nghìn này nó lỗi thì chúng ta sẽ được đổi một sản phẩm SE 2020 ở thời điểm 3 tháng sau cho dù thời điểm đó nó có xuống giá là 3 triệu thì mình cũng vẫn đổi cho các bạn một cái sản phẩm tương đương hoặc có lên giá 5 triệu thì mình cũng vẫn đổi cho các bạn sản phẩm là SE như vậy thôi chứ không có đổi sang sản phẩm khác thì nó sẽ bị cái sự chênh lệch các bạn nhé bởi vì nó có một cái vấn đề về trượt giá đều chẳng hạn như sản phẩm SE này xài 3 tháng sau thời điểm đó mình chỉ còn bán có 3 triệu tư nhưng ở thời điểm này mình bán cho bạn là 3 triệu 8 như vậy chênh lệch nhau 400 đó nếu khách hàng thời điểm đó mà muốn đổi sang sản phẩm khác thì đương nhiên khách hàng phải chịu thiệt 400 nghìn đó rồi cho 3 tháng sử dụng đúng không đó là điều không may còn nếu như các bạn không muốn hao hụt về vấn đề đấy và vẫn muốn đổi cho tôi một cái SE giống hệt như thế là được ok thì Nhật shop sẽ đổi cho bạn một cái y hệt như thế đấy thì tất cả những cái vấn đề bảo hành thì chúng ta cũng còn kèm theo những cái điều khoản chúng ta thương lượng với nhau về sau cho nên là có nhiều bạn nói về cái vấn đề mà có một hai cái máy lỡ bán hết rồi đến lúc đấy lấy gì mà đổi Ok chúng ta có thể quy đổi thành tiền Theo giá trị đúng của thời gian máy bị lỗi Để chúng ta xử lý được các bạn nhé Rất đơn giản thế thôi Mình nói để các bạn rõ Và nhân tiện đây thì mình cũng bán con SE này với giá là 3 triệu 8 Màu đen 3 triệu 8 các bạn nhé Và đây là máy màu đen thì Bên cạnh đó thì mình cũng còn được mấy cái con máy màu trắng và màu đỏ nữa đây Mình nhân tiện mình review luôn Màu trắng này thì mình bán là 3 triệu 9 Màu đen này mình bán 3 triệu 8 luôn và màu đỏ này mình bán 3 triệu 6 thôi. Lý do là cái con này thì pin nó chỉ có 8x cụ thể là 85 cho nên bán rẻ hơn những con pin từ 90. Đấy để cho có cái sự phân biệt rõ ràng cho một số bạn là thích à, pin cao thì giá nó chỉ nó phải cao hơn. Đó. Và máy thì đều toàn bộ là máy zin, màn hình là 4.7 inch. Nhìn gần giống như iPhone 8 nhưng ở đây thì chúng ta có iPhone 8, mình sẽ so sánh cho các bạn xem nhé. iPhone 8 thì mình bán có 3 triệu mốt thôi, màu vàng và hôm nay chỉ còn màu vàng thì cũng là màn hình 4,7 in cũng nhỏ như nhau nhìn bề ngoài các bạn sẽ thấy là gần giống như nhau nhìn mặt trước thì như nhau đấy tuy nhiên tuy nhiên thì SE 2020 là nó không có màu vàng chỉ có iPhone 8 thường nó mới có màu vàng SE thì nó chỉ có màu trắng màu đen và màu đỏ thôi và SE nhìn mặt lưng thì dễ phân biệt bởi vì táo của nó to hơn nhìn chất hơn này táo to hơn và nằm ở giữa còn táo của 8 thường thì nằm ở phía trên à, 8 thường 64GB cũng như thế thôi cũng màn hình 4,7 và cũng máy nguyên zin chuẩn quốc tế bảo hành 6 tháng là 3 triệu mốt nhá còn SE thì màu đỏ này pin 85 là 3 triệu 6 còn tất cả những cái pin 9x là 3 triệu 8 và 3 triệu 9 và cụ thể là màu đen là 3 triệu 8 và màu trắng 3 triệu 9 đấy là SE SE này có một cái đặc biệt nổi trội là cấu hình nó khỏe bằng với lại 11 Pro Max nha gần bằng RAM nó không bằng nhưng chip nó bằng chạy chip A13 luôn và một cái điều đặc biệt nữa là nó sử dụng được hai sim với việc là có thiết kế e sim rồi các bạn nhé, Thế là sẽ dùng được một cái sim điện tử gọi là e sim và thêm một sim vật lý gắn vào cái khay sim này nữa. như vậy tổng cộng nếu chúng ta muốn xài hai sim là vẫn được, ok bảo hành 6 tháng. đấy như vậy giá là mình báo rõ rồi. các bạn vui lòng mình theo dõi video clip để chọn mua chứ đừng có hỏi giá mình qua zalo từng đời máy nha. vì nói thật mình bán online trên toàn quốc nên mình khá bận bận để test máy để lựa những sản phẩm tốt chất lượng cho bạn và bận làm video clip review và mình còn một số công việc khác nữa mình làm ở ngoài à, tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn à, để coi hôm nay có những có cái sản phẩm nào mà có nhiều bán các bạn nó mới sướng ok đây XS 256 ghi chưa bao giờ là hết hot và chưa bao giờ là hết hàng mình luôn luôn có hàng trong vòng từ đầu năm rồi nhập về quá nhiều bán mãi chưa hết ok và sản phẩm này màu gold 256 ghi máy zin chất ok các bạn nhé dòng này thì mình nhập là cái hàng nó tồn kho nên là để lâu, tồn kho lâu pin về là máy thì còn zin nguyên con hết nhưng mà pin về là nó cứ bị bảo trì hết nên là mình có thay pin. Và dòng này mình lưu ý với các bạn những cái dòng pin thay này có những cái khi mình thay mình sàng cổ cáp để báo phần trăm pin thì bên mình làm thì nó rất là an toàn ok. Tuy nhiên thì khi thay đó thì có một cái sự sai lệch về thông số chẳng hạn như hiện tại chúng ta mới thay thì nó sẽ báo 100% nhưng chúng ta xài nó sẽ rất nhanh tụt xuống khoảng 88 cho đến 90% chúng ta đừng thấy lạ vì điều này và mình cũng đã test thực tế và mình nói luôn để các bạn biết rằng là mình đã test thực tế và khi nó tụt đến như vậy thì xài vẫn cứ ổn định bình thường à, chỉ trừ những cái lỗi nếu chạy bị sập nguồn là lỗi đó là do thay pin gây ra thì cái vấn đề đó cũng không ảnh hưởng gì lớn nếu bạn nào gặp phải tình trạng đó thì chúng ta chỉ việc là thay pin nếu như máy của các bạn không còn bảo hành hay là mua ở một nơi nào đó mà gặp cái tình trạng đó mà không được bảo hành hay như thế nào đó còn mua của bên mình nếu trong suốt quá trình mà các bạn sử dụng 6 tháng có những cái lỗi như vậy là bên mình đều bảo hành cho bạn luôn đối với những cái máy thay pin thì mình phải nói rõ với bạn như vậy là mình bảo hành luôn cả pin 6 tháng cho bạn nhé đó yên tâm và bên mình thay pin thì đúng quy chuẩn theo tiêu chuẩn của Zin cho nên là báo phần trăm đoàn hoàng lịch sự đó nhưng có những cái máy mình nêu rõ đấy có thể nó tụt phần trăm lúc ban đầu rất nhanh nhưng khi về đến 88-90 thì nó đứng luôn ở mức đó và sử dụng mấy năm là chuyện bình thường các bạn nhé Và xài vẫn cứ là đạt tiêu chuẩn cầm pin ngon lành chứ không phải là uh, nhanh tụt Nên các bạn cứ yên tâm Thì dòng XS này thì pin của nó thì cũng không phải là lý tưởng lắm đâu Bởi vì nó chưa tới 3 .000. Tuy nhiên thì màn hình của nó cũng chỉ có 5.8 nên xài cũng khá là ổn Và con này là màu vàng 256 g Thì các bạn biết xương xương các bạn đi thay một viên pin này ít nhất phải 600.000 Ít nhất các bạn đi thay phải 600.000 Nhưng mình thay pin sẵn sàng cho các bạn rồi với một con XS 256 g nguyên zin. Mình chỉ bán cho bạn với giá 6 triệu rưỡi thôi. Lưu ý bản 256 và máy full zin mọi chức năng. À, chẳng hạn như màn hình là phải có chu tông, các thứ là ok ngon để bảo vệ mắt. Rồi Face ID tức là mở khóa bằng khuôn mặt là phải hoạt động bình thường và máy chắc chắn là phải men zin màn zin, máy zin ok hết chỉ có mở ra thay viên pin. Thì nhân tiện mở ra thay pin cũng đã thẩm định hết máy cho bạn đó cái nào men bị sửa bị xiếc là trả hết quay đầu hết không phải lo mình nhập cũng có nơi có trốn chứ không phải đi nhặt đi lượm về để bán và thực tế ra khi mình nhập cái sản phẩm nào thì đối tác của mình có trách nhiệm phải giao cho mình sản phẩm đó và sản phẩm này là 6 triệu rưỡi máy trần không tặng phụ kiện mình thấy là rất hợp lý bởi vì đâu đó chúng ta đi thay một viên pin tốt cũng đã 600 rồi đúng không các bạn 5,8 in và sản phẩm này mình có nhiều nhá và đều đẹp như nhau đấy đều chuẩn chỉ như nhau cả thôi và đều là một cái hàng nhập về rồi đều thay pin mới 100% bán cho các bạn các bạn đừng lo lắng về vấn đề thay pin thay pin thì nó cũng có dăm bảy loại pin đôi khi người ta tiếc tiền người ta thay những cái loại pin rẻ kém chất lượng à, hoặc là người ta thay những cái pin không rõ nguồn gốc rồi nó báo linh kiện không xác định này kia thì các bạn xài nó sẽ không yên tâm không phải như của Nhật Nam thay pin là báo phần trăm pin đồng hoàng và mình thay pin vào những cái máy mình bán ra mình phải chịu trách nhiệm và mình có bảo hành thì đương nhiên mình phải lựa những cái sản phẩm cái cell pin nó phải chất lượng để đảm bảo các bạn sử dụng bền lâu. Nên các bạn đừng lo nghĩ về vấn đề iPhone phải thay pin vì iPhone pin của nó không ngon như những dòng khác đâu. Nó chỉ xài khoảng 3 năm, 4 năm là chúng ta phải thay pin rồi, tùy theo người dùng ít dùng nhiều. Và một đời iPhone thì như các bạn cũng biết như 6 Plus đây sản xuất 9 năm rồi. Nhưng đến ngày hôm nay máy vẫn hoạt động bình thường thế thì không lẽ cứ 3 năm chúng ta hư pin chúng ta lại vứt cái điện thoại đi. Cho nên một cái iPhone các bạn có thể xài thay ba hoặc bốn lần pin sau đó các bạn mới phải vứt đi nhá và thậm chí chưa vứt đi được đâu nếu màn hình còn zin còn đẹp men còn cho hoạt động bình thường chỉ hư mỗi viên pin các bạn vẫn bán được bằng tiền và nhật nam đều thu mua lại hết để hỗ trợ thay pin rồi thanh lý cho những người ít tiền chẳng hạn như con sáu lớp hồi nãy mình bán có một triệu rưỡi đó ok rồi tiếp theo thì bây giờ giới thiệu đến các bạn sản phẩm 11 pro ngày hôm qua nhiều người hỏi lắm nhưng mà có lăn tăn về vấn đề đắt rẻ thì nó thật đây máy của mình nhập nó là máy zin chuẩn ok chứ không phải là những cái con máy mà người ta sửa chữa hay là dọn dựng máy mình là máy nhập nên là chất chuẩn và là hàng quốc tế ngon lành bảo hành lâu nữa 6 tháng và lỗi thì lại đổi các bạn biết là chế độ bảo hành lỗi là đổi rất nặng các bạn nhé loạn quạng là mất mấy triệu như chơi đó thì con 11 Pro 64G này màu đen máy zin khoảng 99 trăm À, rất là chất phiên bản 64GB màn hình thì nhỏ thôi 5.8 nhưng đây là sản phẩm 3 camera và chip cũng khỏe chip A13 cơ mà và giá bán của nó thì chỉ có 8 triệu 8 thôi 8 triệu 8 bảo hành 6 tháng nhé cam kết là máy zin ngon chứ không phải là hàng sửa chữa hay là hàng thay màn ngoài thị trường bây giờ có rất là nhiều hàng đã luộc mất màn zin thay màn GX vào rồi bán các bạn nhé về cơ bản thì bây giờ thay màn những cái màn đó người ta vẫn có thể fix được chu tông nên các bạn không thể nào kiểm chứng được đâu còn mua hàng thì mua chỗ uy tín và mua thì hãy chọn giá vừa phải đừng chọn giá rẻ quá giá rẻ chắc chắn là đồ phải có vấn đề sao trẻ hoặc là men bỏng bị sửa chữa thay ổ cứng các kiểu rồi các bạn nhé tiếp theo thì mình có 11 Pro phiên bản 256 256 này thì mình không còn nhiều đâu còn một cái màu đen và một cái màu xanh rêu và phiên bản 256 thì rất là nhiều bộ nhớ rồi đúng không thoải mái sai và dĩ nhiên cho dù có nhiều bộ nhớ đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng là 11 Pro. Chính vì vậy màn hình của nó vẫn là nhỏ gọn, xinh xắn, 5.8 in, 3 camera và chip cũng khỏe. Giá bán thì là 9 ,8 triệu 8, cam kết là máy nguyên zin và chuẩn quốc tế các bạn nhé. Đây là màu đen, đẹp, zin 99. Và đây là màu xanh rêu. Đây là màu xanh rêu, cũng đẹp zin 99 và giá là 9 ,8 triệu 8 luôn. Ok, tiếp theo là chúng ta đến cái dòng sản phẩm 13 Pro Max mình thấy là dòng này thì thuộc dạng thượng vàng rồi và có một cái bình luận trên kênh của mình luôn là thấy các bạn bảo là nếu mà mua 13 Pro Max mà giá 20 triệu 500 thì thà đi mua 14 Pro Max 24 25 triệu đúng không Ok thì mình phải lưu ý rõ với các bạn như thế này ở một cái tiêu chí một cái khía cạnh tức là bộ nhớ 256 đối với bộ nhớ 128 đôi khi đã chênh nhau 2 triệu nhá bạn tính giá của iPhone 14 Pro Max 128 gb là ở giá 24 25 triệu các bạn biết là khi lên phiên bản 256GB g có thể nó là phải là 26 hay 27 triệu cơ. Đấy thì tính ra chênh đời 13 Pro Max cũng 5 triệu. Mà 5 triệu đối với một người có thu nhập bình dân thì người ta đủ mua được thêm một cái XR hoặc một cái 8 lớp loanh quanh đâu đó nếu như XR thì thêm vài trăm nữa là mua được rồi. Đấy, mà một cái sự chênh lệch nhau về giá đến 5 6 triệu như thế không phải là ít và chênh có một đời máy thì cái đó là chuyện hết sức bình thường và đây là con hàng của mình cũng là một con hàng tuyển chọn với giá 205 20 thì mình thấy là trên giá trên thị trường thì hiện tại người ta đang bán 20 triệu đối với cái sản phẩm sắp xỉ 20 triệu đối với sản phẩm 128 g rồi trong khi đây sản phẩm 256 mình, mình bán hơn có 500 000 mà màu vàng hàng tuyển các bạn biết là khi đi lựa mua một cái máy màu vàng nó cũng đã đắt hơn những cái máy màu khác mấy trăm nghìn đối với dòng sản phẩm cũ kể cả mới nhiều bạn lý luận bảo màu sắc thì có cái gì quan trọng đâu mà lại bán đắt hơn thì cái đấy thì các bạn hỏi nhà táo thôi đấy mình cũng không trả lời được nha táo cũng bán đắt hơn không tin các bạn mua mới đôi khi màu màu vàng cũng đắt hơn những màu khác hoặc những màu hot của năm đó ok và đó là cái nhu cầu của thị trường thị trường cần cái màu gì nhiều màu đó bán chạy thì ok màu đó nó đắt có thế thôi đơn giản là do người tiêu dùng hết các bạn cứ chê màu vàng các bạn đừng dùng các bạn cứ đổ nhau các bạn rủ nhau các bạn đi mua màu đen đi thì chắc chắn màu đen nó sẽ lên giá thôi đó là nhu cầu đó là do các bạn thôi chứ không phải do người bán các bạn nhé Ok, và con này là 13 Pro Max. Trong khi mình bán mình bảo hành 6 tháng mà mình bảo hành luôn từ A đến Z tức là cả cái lỗi trắng màn hình mà lên iOS 16.5 bị đấy. Thì ở đây có thể là các bạn nào yêu cầu mình lên iOS kịch sàn các bạn rồi mình mới gửi cho bạn luôn. Là yên tâm rồi sau đó mình vẫn bảo hành cho bạn cái lỗi đó nếu trong quá trình sử dụng phát sinh cái lỗi trắng màn hình đó, mình vẫn bảo hành cho bạn, vẫn đổi cho bạn máy khác. Ok chưa? Như vậy thì các bạn thử nghĩ coi bán một con máy này như thế này, lựa máy zin chất máy zin chất đi nhập thì cũng không hề rẻ nhập cao rồi sau đó bán chịu trách nhiệm bảo hành lâu như thế lời được bao nhiêu đâu dính xương một cái là lỗ đó là có thật chứ không phải không đấy cho nên nghề nào thì nó cũng có cái hay và cái dở cho nên là mình phân tích mình uh, dẫn giải một tí vậy thôi mong các bạn thông cảm nhé và 20 nẻ năm đối với 13 Pro Max màu gold của mình hàng đẹp keng ở đây phải nhấn mạnh là hàng đẹp keng nhé là giá không phải là đắt thậm chí còn rẻ hơn một số nơi nhớ là phiên bản 256 GB và màn hình to vật vã. Tiếp theo là 13 mini. Có nhiều bạn hỏi mình tại sao không nhập 12 mini? Vì thực tế ra mình có một số đối tác có chào mời mình 12 mini nhưng mình không dám bán bởi vì 10 người chào mình thì 9 người bảo với mình là 12 mini đợt này chỉ có hàng thay vỏ thôi anh có bán không? Tức là hàng dọn đó, hàng dọn nay new đó, có một số bạn rất thích hàng nay new nhưng mà kênh mình thì từ xưa giờ không bán hàng nay new thì có một số bạn thậm chí còn muốn ký gửi hàng nai new cho mình bán luôn tức là ký gửi là bán được mới trả tiền đấy như vậy mình quá là yên tâm đúng không nhưng mình cũng không dám làm hàng nai new vì một số bạn không biết là hàng nai new nó là cái thể loại nào thôi chứ còn mình mình biết hàng nai new nó chỉ đẹp được cái mã bên ngoài thôi nó sẽ thay cho các bạn một bộ vỏ rất là đẹp giống zin không khác tí nào cả nhìn bề ngoài khít rịt và keo kiếp dán rất ngon nhưng men bên trong có nguy cơ bị sửa màn hình có nguy cơ là màn hình lô chính vì vậy mình không bán hàng nay new bao nhiêu năm nay các bạn có thấy mình bán hàng nay new đâu đó mình là người bán hàng và có kinh nghiệm mình biết điều đó còn các bạn không biết thì nói chung là mình chỉ nói sơ sơ thế thôi ai tin tưởng mình thì ok còn không thì các bạn cứ giữ cái quan điểm đó thôi tùy các bạn nhiều bạn cứ bảo là hàng nay new của người ta còn rẻ hơn hàng này đúng rồi hàng nay new là hàng dọn thì nó phải rẻ hơn hàng riêng chính thống hàng zin chính thống đôi khi tốt gỗ tốt nước sơn có một vài vết chảy các bạn cứ khó khăn nhưng hàng nail thì nó đẹp cái mắt đấy nhưng bên trong có thúi quắc kìa đó nó thiệt với các bạn luôn và đây 13 mini tại vì sao mình không nhập 12 mini bán chứ còn đối với mình thì máy gì cũng có thể nhập được chả có cái gì không có thể nào mua được bằng tiền mặt các bạn nhé không mua được bằng tiền mặt thì mua bằng tiền tài khoản đúng không cho nên 12 mini trên thị trường hiện tại là đang có nhiều hàng nail hàng dọn nên mình không muốn nhập bán nó lẫn vào vài cái máy người ta sửa chữa men bên trong rồi mang tiếng mất uy tín từ trước nay đấy cho nên là hôm nay có một con 13 mini 128 g màu xanh green các bạn nhé màu xanh 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 đậm đậm nõn chuối mà đậm á dạng như lá chuối mà lá chuối nó già rồi đó ok con này là bản 128 g và là máy vn giá là 12 ,6 triệu sáu và ngoài những cái máy mình đã giới thiệu thì mình còn rất là nhiều sản phẩm ở đây tuy nhiên thì cái video này mình thấy cũng khá dài rồi xem 17 18 phút cho đỡ ngắn các bạn nhé. rồi các bạn đăng ký kênh mình để theo dõi video tiếp theo. chọn được cái sản phẩm nào ưng ý thì liên hệ đến hotline của mình để đặt cọc mua. mua online thì phải cọc trước vài trăm nhưng hàng đến vẫn được kiểm tra test máy. cho nên là cũng tương đối là an toàn. nếu không ưng ý hay có sự thay đổi gì thì chỉ mất một vài trăm tiền cọc đấy thôi. nó cũng không đáng là bao nhiêu. và thực ra thì mình cũng không được gì ở cái tiền cọc đấy đâu. mình phải đóng hàng cho bạn và mình phải gửi hàng cho bạn và khi gửi hàng thì nguyên tắc phải trả tiền trước. và mặt hàng này có bảo hiểm nên phí ship nó cũng cao lắm rồi các bạn không nhận lại phải trả phí quay đầu đấy nhiều loại phí và thậm chí hàng mình còn bị lưu kho ở đó có thể ngày hôm sau nó xuống giá mình vẫn phải chịu ok chưa cho nên không lấy không nhận hay như nào đó là mất cọc mình nói rõ luôn ai không muốn mất cọc cảnh giới tối cao không mua là không mất gì hết các bạn nhé rồi cảm ơn mọi người chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video sau